Hello anh em nhá. Chào mừng anh em đã lại quay trở lại trên kênh của tôi và tiếp những series review hạc huyền thoại của Server Gold thì đây. Hôm nay tôi lại mang đến cho các ông một con hàng tên cũ của nó là cậu hai sinh dai A+TT. Thì có thể con hàng này thì các ông quen rồi đúng không? Khá là quen rồi đấy. Khá là tên tuổi của server Tràng An ngày xưa ấy. Thật sự. Đây. Nhưng mà giờ em đã đổi tên thành cậu hai sinh giai 9 các ông ạ. Nhưng mà cũng ấy lắm. Không thể bỏ qua được đâu. Ok. Bởi vì mới vào đây là một giao diện. Đây có thể nói là một giao diện là ôi trời đang PK. Tôi đi cho khác mà review không ạ? Đây ok, tôi thấy đứng ở đây. Cậu hai sinh ra 9. Bang chủ bang PK và hiện tại thì đang làm vua các ông. Được không? Được quá. Còn cái gì được bằng. Đấy, thấy chiến nào. Đội ngựa vua còn có cả mũ. Lần này nó mới update sang cái sự sang lại cái mũ à? Trước tôi thấy là không có đâu, không có mũ đâu. Đẹp nhỉ? Trông đẹp thật sự. Để xem nó level 83 cộng 92% thì khả năng. Ô. Ở đây. Top 1 trang 2 cao thủ không? 2 tỷ xu. 2 tỷ 3 xu. Ok. Thì đầu tiên thì tôi sẽ review thông tin hành trang đồ đạc các thứ cho các ông xem nhỉ. Không biết con này được ngày xưa được review chưa thì tôi không rõ nhá, nhưng mà đối với tôi thì trên kênh tôi thì đây là lần đầu tiên cậu. Ok. Thì mở đầu là một cái hành trang X3. Nguyên liệu thì chắc là cũng sơ sơ thôi. Cũng khá là sơ sài. Ngọc Quyền Binh nhiều quá nhỉ. Xem có gì anh. Một con tiên hạc level 4. Tỷ lệ giảm sát thương à? Một con mãnh hổ lên vào 1. Một con phượng hoàng băng. Tỷ lệ nhận x2 13%. Con này thì chắc tôi nghĩ là để úp never thôi. Một con rồng cấp 1. Chỉ số con rồng hồi HP MP tăng tỷ lệ rớt xu choáng tăng XP. Con rồng hay phết. Một con lồng đèn hoa sen vĩnh viễn. Một con cú cấp 3. Thuộc tính nan hồi HP MP. Kể ra con cú mà ấy thì nên siêu tiến hóa hay phết. Nhưng mà tầm này nó mà du ngủ thì có thể nói là khá khó chịu ấy. Một con rồng cấp 5. Trạng thái 3/3. Siêu tiến hóa các ông ạ. Kỹ năng tiên khí. Tôi ấn nhanh quá, tôi chưa kịp đọc. Nó bị nhảy cái phím cộng. Một con rồng siêu tiến hóa, kỹ năng tiên khí. Để xem chỉ số con rồng nhé. Con rồng này thì sẽ là tấn công, phòng thủ, choáng, tăng XP. Uầy. Con rồng đúng kiểu hợp với cung nhà vợ nhỉ. Có tấn công này, có phòng thủ này, có tăng XP nữa. Tăng XP 25% thì nó bằng cái dòng đèn hoa sen đấy không? Dòng đèn hoa sen thì có 10% tấn công, 25% XP. Thì con dòng nó có cả phòng thủ nữa. Tấn công, phòng thủ, tăng XP, hợp lý. Một con hỏa kỳ lân, đấy các ông nhìn chưa? Cậu hai sinh dai A+TT tạo nhá. Đúng là thời huyền thoại có khác. Để xem nó còn cái gì đây. Một cái dao quang bút. Vũ khí thuộc tính à. Tăng ấy thôi. Ok. Đây còn một sắc đồ gì đây. Eater. Một cái bút tấn công giảm vật. À sắc này sẽ úp nhà vở không. Vật lý tấn công giảm vật. Một cái bút. Một cái giày tấn công giảm vật 9. Một cái dây chuyền tấn công giảm vật 9. Một cái áo tấn công giảm vật 8. Một cái nón tấn công giảm vật 9. Một cái ngọc tấn công 8 giảm vật 9. Một
cái quần tấn công 9 giảm vật 8, một cái găng tay tấn công 9 giảm vật 9, một cái nhẫn tấn công 8 giảm vật 9, một cái nhẫn tấn công 9 giảm vật 8. Thì Up Never thì các ông nhớ là quái trên map cánh rừng đông hình như là vật lý. Thì anh em hoặc là một set tấn công giảm vật vật lý thì các ông Up Never cực sướng luôn. Thật sự chỉ cần 8-9 thôi nhá, không cần full 9 đâu. Điều kiện thì được full 9 thì ok, còn không thì 8-9 thôi, cũng đủ sức rồi. Mấy con Phượng Hoàng Băng cái nữa. Đây, một cái áo bạch mi, áo giảm sát thương, giảm sát thương cuối 50%. Con này thì tôi nhớ là hướng sự kiện, có cái sự kiện gì đứng top 1 thì mới được áo hay sao ấy. Còn trước hình như là không ấy. Một cái chổi xét ngày. Ok, thì đây là toàn bộ ngoại trang của em nó. Để tôi mặc con rồng lên. Thực ra đeo luôn cả cái chổi vào đi. Đây, toàn bộ ngoại trang giống hình thức phá thẻ của ông ấy, của em hàng cậu hai sinh ra 9 đây. Đây. Ok, các ông nhìn thấy chưa? Áo giảm sát thương, cưỡi ngựa vua, có cái nón vua nữa. Đúng chuẩn con bà chỉnh. Không thể chê vào đâu được. À thì tiện đây thì mình cũng xem luôn con đại bàng nhỉ. Con đại bàng này lên từ xưa các ông. Một con đại bàng cấp 5, trạng thái 3/3. Một con đại bàng siêu tiến hóa. Nghĩa là con này có 2 con pet siêu tiến hóa các ông. Bây giờ ta phần xe và gộp toàn 2 pet thôi. Sợ lắm. Ok, thì xem kỹ năng con đại bàng này là gì nhá. À, có thứ chữ tiền được biết là tiên khí rồi. Ok, thì con đại bàng này là tiên khí. Chỉ số con đại bàng này sẽ là tấn công, có tấn công này, có lẽ tránh này, có thuộc tính nan này. Uầy, đại bàng tấn công, lẽ tránh, thuộc tính nan, hồi HP MP. Ở con này mấy con đại bàng của con VIP Pro, à, con tiểu hoàng đế giống nhau à? Chả khác gì luôn, tấn công, lẽ tránh, thuộc tính nan, hồi HP MP. Cả con của 64 nữa. Đùa, anh em song sinh à? Xịn phết nhỉ. Thì đấy, đây là toàn bộ 2 con pet siêu tiến hóa của em nó. Bây giờ tôi sẽ sâu xét đồ em nó đang mặc cho các ông xem nhé. Thì đây, đầu tiên thế là một xét ma pháp. Tấn công 9, phản sát thương 9, HP tinh thần, mắc xét nan. Một cái áo tấn công 9, phản sát thương 9, cũng mắc chỉ số Mark 21 và Mark Senna luôn. Một cái nón tấn công phản sát thương 9, HP tinh thần, Mark 21, Senna 0.5 luôn, Mark Senna luôn. Một cái quần tấn công phản sát thương 9, HP tinh thần, Mark 21, Mark Senna. Một cái giày tấn công phản sát thương 9, HP tinh thần, cũng mắc chỉ số. Ôi trời, tôi mặc cái nhầm cái bút này vào nó không nhìn ra. Nhưng mà khả năng không biết thay được đồ ta. Một cái boost tấn công, tôi nghĩ là tấn công 9, phản sát thương 9 này, MP tinh thần, Mark 21, Mark Setan. Một cái dây chuyền tấn công 9, phản sát thương 9, HP tinh thần, Mark 21, Mark Setan. Một cái nhẫn cũng tấn công phản sát thương 9, HP tinh thần, Mark 21 và Mark Setan. Một cái nhẫn dưới tấn công 8, giảm ma 9 à. Ủa, cho nên con này có một món này trông lạ đấy. HP tinh thần, Mark 21 và Mark Senna. À, con này Senna 0.4 các bạn. Tôi xin lỗi là tôi nhìn lộn, tưởng là 0.5. Một cái găng tay tấn công phản sát thương 9, HP tinh thần, Mark 21, Mark Senna. Hình như là con này, không lẽ ông này mặc nhầm ta? Sao lại tự dưng thừa đâu ra một cái món nhẫn này. Con này như cả chắc tấn công giảm ma, tôi nghĩ như vậy thôi. Ok, thì đây, xong set đồ đầu tiên, để xem set đồ thứ hai là gì. Thì chắc chắn là set mình thấy tấn công thấp và khả năng là set giao thẻ rồi. Một set ma pháp nữa, tấn công giảm ma giảm vật, HP sức khỏe, set ra 1.2. một cái áo giảm ma giảm vật,
một cái nón cũng giảm ma giảm vật, một cái quần giảm ma giảm vật HP khéo léo mắc 21 mắc xem nào, một cái giày giảm ma vật, một cái bút cũng giảm ma vật này, một cái dây chuyền giảm ma vật full 9 mắc 21 và mắc xem nào, một cái nhẫn, một cái nhẫn dưới, một cái găng tay, đây là một sắc giả ma vật full 9 mắc 21 và cái này chưa mắc thuộc tính nan này không, xe nan 0.4 0.5 không, một cái phi phong huyền vũ cộng 15 không khóa, ma pháp kháng kim khá là ngon. Ok thì sơ sơ thì em nói là có 3 sắc đầu không, tấn công giảm vật này, tấn công phản sát thương trừ món, tôi nghĩ là cái món đấy khả năng nó ở đâu đó thôi, chắc ông cất ở đâu ấy, tí cho tôi xem ở trong kho có không. Một set tấn công phản sát thương và một set giảm ma giảm vật. Ok thì để tôi xem trong kho VIP này còn không. Ui vẫn còn không, một cái nhẫn ma pháp phản 9, một cái hậu uyển 80 tấn công bỏ qua tấn công ma 3%, một cái dây chuyền xuyên giáp 5, một cái bàn đạp 80 bỏ qua tấn công vật, một cái nón 80 ma pháp bỏ qua tấn công vật này, một cái hậu uyển 80 ma pháp bỏ qua tấn công vật này, một cái giáp 80 ma pháp bỏ qua tấn công vật nữa này, một cái yên cương ma pháp 80 cũng bỏ qua tấn công ma này, mấy món vật này bỏ qua ma này hơi lạ lạ, một cái ngọc 35 vật lý tấn công 8, một cái ngọc 35 cũng đặt tấn công 8 luôn, một cái giày giảm ma 9, một cái áo tấn công 9, một cái dây chuyền 35 tấn công 9 này, một cái quần 80 giảm sát thương ma tấn công giảm ma 9 HP khéo léo. À đây đây đây, set tấn công giảm ma trong trong kho đây. Một cái bút tấn công 9 giảm ma 9 sát nan 0.5, một cái nón tấn công 8 giảm ma 8, một cái găng tay tấn công 8 giảm ma 9, một cái ngọc tấn công 8 giảm ma 9, một cái áo tấn công 8 giảm ma 9, một cái giày tấn công 8 giảm ma 9, một cái quần tấn công 8 giảm ma 9, một cái nón nữa tấn công 9 giảm ma 9. Uầy, cái này hai cái nón này. À, cái nón này tấn công 8 giảm ma 8, cái này nó tấn công 8 à, tấn công 9 giảm ma 9. Cái này ngon hơn. Một cái nhẫn tấn công 9, một cái nhẫn giảm ma 9, một cái dây chuyền tấn công 8 giảm ma 9, một cái nhẫn tấn công phản sát thương 9. Đây à, đây mới là, đây mới là cái đây mới là cái cần cần xem này, để thay vào xét, tôi thay vào xét phản sát thương. Cái ông này ông thay lộn mất một cái đấy. Đây, đây là cái tấn công giảm ma 889 này. Đây bên là xét tấn công phản sát thương full chỉ số, tấn công 9 phản sát thương 9 nhá. Ok. Một cái áo hắc nang tăng công tăng HP MP. Ok thì tôi đã show thông tin chi tiết em này cho các ông xem. Nó sẽ có 4 set đồ. À, còn một cái nữa nhỉ. Một cái phi phong kinh thế 75 này, vật lý. Con này nữa, một con phượng hoàng phòng thủ 16% à, né tránh 26%. Ok, thì tôi sẽ show thông tin đầy đủ công cho các ông xem rồi, ngoại trừ chi tiết con linh thú thôi, là tôi bị quên, nó đang đi con ngựa vua, tôi cứ tưởng là con khác, tôi lại không show con phượng hoàng cho các ông xem. Thì con này
tư trang của nó sẽ có là hai con phượng hoàng, vùng hồng băng và vùng nửa này, và bốn sắc đồ công. Sắc đầu tiên là tấn công giảm ma 89, sắc thứ hai là tấn công giảm vật 89, sắc thứ ba là sắc tấn công phản sát thương 9, phun 9 và giảm ma vật phun 9. Ok. À, để tôi sẽ cho các ông xem trang bị thú nữa nhỉ. Thì một trong hành trang một sách trang bị thú ma pháp bỏ qua tấn công ma vật. Vật nhiều hơn, vật nhiều hơn một tí. Thì đây là sách đang mặc hiện tại, thì đây là một sách ma pháp 80 nữa. Mắc 21 bỏ qua tấn công vật 3%. Một cái giáp 80 mắc 21 bỏ qua tấn công ma 3%. Một cái hộ uyển 80 mắc 21 bỏ qua tấn công ma 3%. Một cái nón 80 mắc 21 bỏ qua tấn công ma 3%. Một cái bàn đạp 80 mắc 21 bỏ qua tấn công ma 3%. Ơ, hình như ông này cũng lại thay lộn đồ các ông ạ. Trong này có một cái ma mà. Đây này. À thật đấy. Đây này, đây là phụ một. Vậy là con này có tới hai sách trang bị thú. Sách đầu tiên thì sẽ là ma pháp 80 mắc 21 bỏ qua tấn công ma 3%. Sách thứ hai thì sẽ là cũng ma pháp 80 bỏ qua tấn công vật 3%. Hai sách linh thú mắc luôn. Các ông thấy ạ, một con hàng huyền thoại của server gộp. Trước nó ở Tràng An tiên Tràng An, sau lên Tiên An Tràng An, và giờ sẽ là phải server gộp. Một con hàng khá là lâu đời, tên tuổi. Thật sự thì với hành trang như thế này thì không thể chê vào đâu được các ông. Đây, tôi sẽ cho các ông xem khi mặc sách giả vật lý để lên úp quái trên có cánh rừng đông nhá. Đây, tôi sẽ mặc sách vật lý đây. Cho các ông thấy khả năng úp quái của con này nó bá đạo đến từng nào. Kể ra mà nó mà có cái áo đấu giá nữa ý. Cái áo mà của cái sự kiện Black Friday ấy, cái áo như kiểu áo tiên, mấy cái áo mới đấy, thì mấy cái sách giảm ma vật này nữa, sách tấn công giảm vật này nữa thì thôi, nó úp. Còn một sách trang bị thú nữa cậu, một sách vật lý 80 bỏ qua tấn công vật 3% này. Một cái giáp 80 vật lý bỏ qua tấn công vật 3% nữa này. Một cái hộ uyển 80 bỏ qua tấn công vật này. Một cái nón 80 bỏ qua tấn công vật. Một cái bàn đạp 80 bỏ qua tấn công vật nữa. What? 3 sách đồ, 3 sách đồ thú phun chỉ số. Ma pháp bỏ qua ma, ma pháp bỏ qua vật, vật lý bỏ qua vật. Ai trưởng. Đúng cậu hai sinh dài. Không thể chê vào đâu được. Sợ thật. Ba sách đồ thú phun chỉ số. Thì tấn công sách vật lý của con này sẽ là 47k và phòng thủ là 20k vật lý. Wow. Cộng sức khỏe hả? À? Sao châu thích? Đây. Wow. Một con pháp sư leo vào 83 úp quái 80. Ủa, cái gì sao tôi cắn thấy nó cắn có 10 đam mà. Quái từ ngàn phọt liên tục nè, nó cắn 10 đam này, nó úp thừa ở đây luôn. Đấy, các ông thấy xét sự lợi hại của xét tấn công giảm vật chưa, khỏe cực kỳ luôn ấy. Thì ok, clip này của tôi xin dừng lại tại đây. Tôi sẽ trong thời gian tới tôi sẽ mượn những con hàng ngon hơn cho các ông xem. Bật mí cho các ông nữa là sau clip con này sẽ có clip về một con kiếm khách. Ok, thì tôi sẽ dừng lại tại đây. Gặp lại anh em sau nhé. Bye bye.